không nói không biết, hiện giờ ứng dụng TVB Anywhere North America tiếng Việt có nhiều bộ phim truyền hình mới nhất để kỷ niệm đài TVB như Bác sĩ Nhi Khoa và Hoang đổi trong tướng, và đồng bộ các phim tập để bạn xem miễn phí. Không chỉ xem trên YouTube mà có thể tải xuống ứng dụng TVB Anywhere North America tiếng Việt ngay bây giờ. Càng xem nhiều càng thích thú. Summer, bác gái, cô sang thế nào? Nó nhất định đòi đi kiếm thằng Hải, bác không cho đi. Nó lập tức nổi giận khóa mình ở trong phòng, gọi cũng không trả lời. Bác sợ nó có chuyện nên mới gọi cháu. Bác đừng lo, để cháu thử coi. Em Sang, anh đây, mở cửa. Anh đã nói với em trong điện thoại rồi. Anh ta lại chơi chung với bọn người kia. Em kiếm cũng vô dụng thôi. Hãy mở cửa đi. Bác gái, có chìa khóa không? Có. Sang à, thì con nhỏ khùng leo cửa sổ xuống rồi. Sang à, đừng có đi. Sang, Sang, Sang. Em buông em ra. Các người hoàn toàn không có tên anh Hải. Em không nghe lời anh. Hãy theo anh về. Buông em ra. Anh cũng giống như là bà kia không muốn cho em gặp ảnh. Em làm vậy bà gái rất là lo. Cả lời anh nói không chịu nghe. Mặc kệ bà, em muốn đi kiếm anh Hải. Buông em ra. Ngay cả anh cũng không chịu nghe. Em không nghe. Em không nghe. Buông em ra. Buông ra. Nè, nè. Buông em ra. Buông em ra. Em năn nỉ anh mà, buông em ra để em đi kiếm anh Hải. Buông em ra. Em biết là anh ở đâu. Em biết là anh chắc ở tiệm sửa xe cũ qua mà. Hãy để cho em đi kiếm anh. Buông em ra. Em muốn đi kiếm anh. Em biết anh ở đâu. Bình tĩnh một chút đi. Anh Summer, anh làm ơn cho em đi, để em đi kiếm anh Hải. Nó không đáng để cho em làm vậy. Bác gái yên tâm, để cô bình tĩnh rồi sẽ không sao. À phải rồi, bác gọi đến bệnh viện xin nghỉ phép vài ngày. Tạm thời đừng có cho cô ra ngoài. Có đồ ăn ngon lắm. À, bánh tét nóng hổi mới ra lò. Wow, làm giống như là đồng cảm với ai vậy. Vừa mới thêm ăn bánh tét thì có người đem tới. Cảm ơn. Mẫn nó cho biết là em mới nhận cú điện thoại của bác gái rồi vội vã bỏ đi liền. Chưa gì có thêm anten. Có phải mẹ cô Sang không? À, cô Sang có chuyện à? Không lên tiếng tức là chấp nhận. Lợi hại, không có gì giấu được chị. Đừng có tưởng là chị mắc quà tai điếc. Chị biết hết. Tại vì chị có thể thấy. Wow, thiệt là tiến bộ. Biết dùng cả computer. Cần gì em nói. Có phải vì cái chuyện của cô Sang làm cho em phải nghĩ tới Giao Giao? Có đôi lúc em thấy em Sang thật là khờ, nhưng lại không thể không phục cái kiên trì đối với anh Hải. Ngưỡng mộ à. Con người ở chung còn tùy duyên phận. Có duyên thì phải tới, duyên tận thì phải đi. Tất cả đều đã an bài, không có thể đòi hỏi được. Đúng, phải liên tiếp hiện tại. Mang tới miệng, cứ việc ăn. Có bánh tét thì cứ ăn bánh tét. Đừng để hết bánh rồi phải ăn lúa giống. Năm năm trước. Rất là khá. Cái anh này có sao hay không? Xin lỗi. Cái anh này chọc em, phá quá đi. Nghĩ thế nào? Thôi chứ hết.
làm hư máy chụp hình của anh trai tặng, mình lại không thể chụp hình chung thiệt xui. Ui, không được, em phải đi ngay. Lần sau gặp lại, bye bye. Nè, thì khi chơi đây. Không được, em đã có hẹn với ba. Nếu tới trễ ổng sẽ nghi ngờ. Lần sau muốn ra ngoài sẽ khó hơn. Em đi chứ? Không cho đi. Đừng có vậy, để em đi. Hay là anh và em cùng gặp ông ta, cho ông biết là mình đã yêu. Không được. Tại sao hồi hộp như vậy? Trước sau gì ông cũng biết, tại sao phải lén lút cả đời? Đợi lần sau có cơ hội rồi mới nói. Không được, em nhất định phải đi. Lần sau gặp, bye. Dạ ông Hằng. Cậu là ông Hà à? Bác Hằng chào bác. Bác cứ gọi cháu là Summer. Mời cậu qua kia ngồi. Mời, ngồi. Cậu là bạn con Giao? Dạ phải. Nói một cách chính xác, cháu là bạn trai của cậu. Tụi cháu yêu thương nhau. Vậy à? Tại sao cô ta không nói với tôi? Sở dĩ cô không dám là vì sao bác không vui. Cháu không có nói là cháu kiếm bác, nhưng mà cháu đây thật sự rất muốn gặp bác. Cháu biết cháu chỉ là một người pha rượu kiếm không được nhiều tiền. Có lẽ bác thấy cháu vô dụng, nhưng cháu muốn bác biết cháu là một người như thế nào. Được, tôi cũng muốn biết cậu là người thế nào. Cháu thật tình đối với Giao Giao. Tụi cháu đều yêu thương nhau. Tuy rằng cháu làm nghề pha rượu, nhưng không làm suốt cuộc đời. Cháu chuẩn bị qua Mỹ để học nhiếp ảnh. Nhiếp ảnh? Có phải là quay phim không? Dạ không, chỉ là chụp hình thôi. Vậy là thôi chụp hình à? Anh hùng mạc dấn xuất xử. Hơn nữa, ngành ngành xuất trạng nguyên. Cháu có lòng tin chỉ một năm sau, cháu sẽ trở thành nhà nhiếp ảnh xuất sắc. Phải, ngành ngành có trạng nguyên, nhiếp ảnh cũng có thể làm nên sự nghiệp. Xin lỗi nha, lúc nãy tôi không có ý xúc phạm cậu, nhưng tôi muốn tìm hiểu rõ ràng. Tôi rất thích sự thẳng thắn của cháu. Nói thật, xưa nay tôi không ngại con Giao quen biết bạn bè. Hơn nữa, chuyện sau này làm sao ai biết được. Anh hùng mạc dấn xuất xử mà, tôi cũng từ tay trắng mà làm nên. Cậu còn trẻ, nên cố gắng nhiều cho tương lai của mình. Cố gắng hả? Dạ. Làm gì mà gấp gáp đến tìm chị? Có phải muốn coi còn bao nhiêu tiền để chỗ của chị có đủ tiền cưới vợ chưa? Wow, chị già đã bệnh lãng trí rồi. Em đã nói hôm nay dẫn một người đến gặp mặt chị. Chị biết rồi. Em muốn mượn cái miệng của chị để nói cho người ta biết em đã để dành tiền qua Mỹ học nhiếp ảnh, để người ta biết em có kế hoạch lắm, rất có lòng cầu tiến, có phải không? Em chỉ muốn cho cô ta biết cô ta là một phần ở trong kế hoạch của em. Biết em bao nhiêu lâu, lần này mới thấy em là chín chắn. Tới rồi. Đây chính là chị Điềm mà anh hay thường nhắc nhở với em. Em không quên chứ? Chào chị Điềm. Giao Giao, Summer lúc nào cũng nhắc tới em. Anh cũng có nhắc tới chị. Nhưng em thiệt xin lỗi. Em biết Summer có dự định tối nay chúng ta sẽ ăn bữa cơm, nhưng đột nhiên ba của em kiếm em không thể ăn được. Em nói với các người xong phải đi ngay. Tại sao? Em đi chứ? Mau đi coi chừng cổ. Giao Giao, Giao Giao à, chuyện gì đã xảy ra cho em? Không có. Chắc là không phải tại ba em. Hai hôm trước anh có gặp bác, có nói quan hệ giữa hai chúng ta. Bác ấy rất là vui vẻ. Vì anh để cho ba biết chuyện của hai chúng ta, nên ba đã thực hiện kế hoạch sớm hơn, kêu em theo ba qua Canada. Hả? Em phải đi Canada? Ba đã nộp đơn từ lâu, cả gia đình của em sẽ di dân qua bển. Không thể được. Hôm đó bác đâu có nói gì. Hôm đó bác còn tỏ vẻ thích anh vì anh đã có kế hoạch. Anh có kế hoạch thế nào? Anh muốn làm chuyện gì? Có quan hệ với ổng hay không? Ổng hoàn toàn không cần biết. Sau khi gặp mặt anh thì ba càng cương quyết và nói với em nhất định phải theo ba qua Canada, cho dù bất cứ cớ gì cũng không thể ở lại. Nhưng mà trước đây em đã diễn cớ nói không đi. Nhưng bây giờ chắc chắn là không được. Trước đây em không nói cho ba biết, tại vì em biết rõ
Một khi nói ra coi như hoàn toàn không còn hy vọng. Anh không hiểu rõ ba của em. Con người của ba rất là ngang tàn. Những gì ông nói ra chắc chắn phải làm cho bằng được. Ba nhất định sẽ không cho em ở lại. Lúc nãy em cũng có kiếm cớ lén tới gặp anh. Bây giờ ba của em đang chờ em. Em phải đi ngay. Nè, bác trai không muốn em ở lại, nhưng em có thể không nghe. Em đã thành niên rồi, có thể tự mình quyết định, tự mình lựa chọn. Chuyện gì ba của em đã quyết định, em không thể cãi lại được. Em hãy nhìn anh. Em có yêu anh không? Nếu như yêu anh thì cương quyết đừng đi. Nếu như em cương quyết, ba em nhất định sẽ siêu lòng. Như vậy chúng ta có thể ở bên nhau. Em có biết không? Alo, Giao Giao. Anh đang bận, một lát gọi lại. Tại sao em khóc? Summer, em phải đi. Em đi đâu? Bây giờ em đang ở trên máy bay. Ba của em không cho em kiếm anh. Em chờ ba đi khỏi mới có thể gọi điện thoại cho anh. Em phải xuống máy bay. Phải lập tức xuống máy bay. Em không thể bỏ đi như vậy. Anh lập tức ra phi trường trước em. Em muốn lắm nhưng mà không được. Tại sao không được? Nếu như em yêu anh thì em ở lại. Phải, em rất yêu anh. Nhưng em thật sự làm không được. Tại sao lại làm không được? Nè, em bây giờ lập tức đứng lên cho anh, rời khỏi máy bay. Chỉ đơn giản như vậy thôi. Chỉ đơn giản như vậy thôi. Không thể nào được. Em không thể không nghĩ tới ba. Em không thể nào không lo cho gia đình. Cả gia đình đều phải di dân. Em nhất định phải đi theo. Giao Giao à, vì chúng ta em phải tranh đấu. Em phải tiếp tục kiên trì. Máy bay sắp cất cánh. Em không thể nói thêm với anh nữa. Anh hãy ráng tự chăm lo cho mình. Xin lỗi, chúng ta hãy bỏ qua hết. Giao Giao. Nè, tại sao lần nào kiếm con cũng khó như vậy? Không được, má phải giao kết với con rõ ràng. Từ nay mỗi một tuần lễ con nhất định phải gọi má một lần đó, nghe chưa? Hả? Dạ không cần. Bình thường thì con đã đi làm không cần con gọi. Thứ sáu hay thứ bảy chắc chắn con rủ bạn bè đi chơi. Vậy con gọi má vào đêm chủ nhật. Úc Châu sớm hơn Hồng Kông 3 tiếng đồng hồ. Cho dù bên con có đêm khuya đi nữa, phía Hồng Kông chỉ khoảng 11 hay 12 giờ, má còn chưa ngủ. Cứ gọi má giờ đó, quyết định như vậy ha. Bye bye. Chào dì. À, cháu là Andy, đã quên cháu sao? Cháu là Cự Long, là bạn học cùng bạn banh của cháu Lương. Ừ. Trước đây nó còn cho biết nó làm hư điện thoại của cháu, nó đền tiền cho cháu chưa? Dạ chưa. Còn chưa đền, tại sao? Nó nói nó bị ba của nó phong tỏa kinh tế. Cháu và nó là bạn thân, cháu không nên tính toán với nó. Để sau này nó mua được cổ phiếu mới, kiếm được nhiều tiền, trả lại cho cháu cũng chưa muộn. Ây da, dở trò gì đây? Ngày đầu mới ra thị trường mà mất hết 2 đồng, thiệt là xui. Cổ phiếu người ta đều lên, chỉ có mày là mất thôi. Vậy à, cháu nói cổ phiếu nào? Cô làm cháu giật mình, sao cô đi vô êm vậy? Không cần đi học à, sao rảnh rỗi ngồi coi giá cổ phiếu? Cháu học xong hết rồi. Có nhiều tiền để mua cổ phiếu mới, lại không có tiền để trả cho Cự Lòng mà. Không lên tiếng tức là nhìn nhận. Cô đã cho cháu biết bao nhiêu là tiền, cháu mang đi chơi cổ phiếu hết. Xưa nay cháu không biết đầu cơ, tại sao bây giờ là mê muội như vậy? Ai đã dạy cho cháu?
Muốn học đầu tư phải học lấy bằng kinh tế gì đây, nếu không thì lập tức ra ngoài làm việc. Con đã có dự định hết rồi. Con có dự định nhưng mà bây giờ chưa có biết khi nào mới làm. Con đi kiếm tiền đi. Đi đi. Được, cháu nói như thiệt thì cô tin cháu. Bắt đầu ngày mai cô tạm thời không ra tiệm, mỗi ngày đều ở nhà lo cho cháu, coi chừng cháu ra ngoài kiếm việc làm cho lúc kiếm được mới thôi. Cô à, bây giờ kiếm việc làm mỗi ngày dùng email gửi biểu lý lịch, đâu cần cô theo dõi. Con người làm bất cứ chuyện gì cũng phải có chút áp lực mới có thể tiến bộ được. Cháu còn nhớ chị họ cháu cái năm đó thi không đậu, sau năm đó nó học lại cái gì nó cũng làm được. Mỗi ngày đều lo cho nó ăn học, kết quả nó thi rất là khá. Cho nên cô quyết định bắt đầu ngày mai nhất định ở nhà để lo cho cháu mới được. Thiệt hay trời đây. Hèn gì chỉ sợ quá mà chạy tuốt qua bên Úc. Biết vậy chứ cũng đi luôn. Coi như là con tự động bỏ cuộc, cơ hội qua sẽ không có trở lại nữa. Biết rõ lợi hại rồi nè, làm mất lòng ba con là chuyện nhỏ, bây giờ bắt buộc cô của con ra tay, phiền phức rất lớn. Ba à? Gì? Nè, ba có thể chỉ cho con đường đi. Đi Only You, theo sư mời học nghe. Tuy rằng có cô của con ở chỗ đó, nhưng mà dì biết con sẽ không ngại làm phụ tá của Summer. Thôi được rồi, chừng nào thì bắt đầu? Ngày mai. Còn hơn là bị cô theo dõi ở nhà. Chị chồng, chị giỏi thiệt. Sắc mới ra lò thì cần phải rèn. Uầy, thức dậy. Wow, ngày đầu tiên đi làm đã không có tinh thần xìu xìu ở nển. Có biết là ông chủ bự nhìn thấy sẽ không được vui không? Ông chủ của con là ba chứ ai. Mới sáng sớm nó lôi đầu con thức dậy. Ba thật sự không được vui hả? Có cần đợi cô của con về đây dẫn con về nhà ngủ tiếp không? Ba tha con đi mà. May quá, anh Tê thì đã ở đây. Gì? Hey, anh Summer lúc nãy gửi một tin cho em, kêu em đi chụp hình tủ lầu. Em mới từ Macau về đây, thiệt là mệt quá. Vậy thì sao? Không có chụp hình cho khách à? Vậy tới tủ lậu làm chim cánh cụt. Đâu có chim cánh cụt nào biết chụp hình. Nhưng mà em chỉ có hai tay mà thôi, cầm máy quay phim đâu có thể cầm đèn. Vậy cũng được nè. Đừng có nói nữa, không phải anh nói đã mướn được phụ tá. Phụ tá hả? Đã mướn về lại. Leo. Leo. Phải. Anh King, làm ơn chỉ dạy, mang đến phòng chụp hình em phụ cho. Không phải, anh đi vệ sinh. Em phụ cho. Vậy mà cũng phụ. Kéo dây kéo giùm đi thôi. Kéo dây kéo giùm. Ê, đừng có thương nó, cứ việc xài ha. Candy, hôm nay có ai hẹn không? Chào. Chào. Mẫn, em tới đúng lúc. Em mới giúp chị mang áo cưới này đi ủi giùm chị. Không phải đợi chị Phương hả? Chị muốn ủi cho lẹ, sau đó treo lên sẽ dễ dàng quảng cáo với khách hơn. Sao lại gấp vậy? Áo này là thứ thiệt quý nhất ở trong tiệm. Cũng tại công thợ trước kia ghi lộn ni tất, dòng eo chỉ có 22, không biết ai mới mặc vừa. Nè, em quảng cáo giùm cho chị, nếu bán được chị sẽ chia hoa hồng nhiều cho em. Được, để em thử. À, phải rồi, hôm qua em đi làm facial, em có nói chuyện với bà chủ. Bà ta muốn móc nối với tiệm áo cưới của mình. Mỗi người đàn bà khi thành hôn đều muốn giữ trạng thái tốt. Nếu như tiệm áo cưới phục vụ từ A tới Z, làm luôn đây và facial, có thể kiếm nhiều hơn. Ý kiến hay. Hẹn bà nói chuyện. Được. Được. Anh Hải. Summer, cô sang thế nào? Ok. Tôi khuyên cô mấy ngày, tâm tình đã được ổn định. Dì Tử, tôi sẽ liên lạc với anh sau. Nhớ giữ liên lạc. Ly này là của anh. À, cảm ơn. Còn ly này là của em. Còn ly này nữa là của má em. À, xem chừng hình như đang nghĩ kỹ. Thật ra thì mấy ngày hôm nay em cũng đã làm cho má của em ăn ngủ không được yên. Vừa phải bên cạnh em, còn vừa phải chăm sóc em, lại còn sợ em buồn, làm những cái chuyện dại dột. Ngày nào cũng phải đợi em ngủ rồi má em mới dám ngủ. Sáng sớm còn thức dậy sớm hơn em, làm cho má em phải tiều tụy. Ngoài ra còn có nhiều đêm em thấy má của em len lén ngồi khóc một mình. Em nghĩ má thật sự lo cho em lắm. Cuối cùng em biết được bác gái lo cho em tới cỡ nào. Anh nói thì không sai. Nếu như má không thương em thì sao phải lấy rước em từ cô nhi viện về nhà. 6 giờ sáng hôm nay, một nhà xe bỏ hoang tại đường cửa qua đã xảy ra hỏa hoạn. Sợ cứu hỏa khi tới hiện trường phải ra một đội mặt nạ. 2 phút sau dập tắt ngọn lửa, không có ai bị thương.
Theo báo cáo, nguyên nhân quả quạng rất khả nghi, đã giao cho cảnh sát điều tra. Sau đây là phần tin thế giới. Em cho biết nhà chứa xe cho anh Hải trốn có phải đường cửu qua? Ừ, đúng là ở đó. Bây giờ cháy rồi, em không lo sao? Tin tức có cho biết là không có ai bị thương. Em nghĩ chắc cũng không có gì. Thật ra mấy ngày hôm qua em cũng đã bình tĩnh lại, suy nghĩ cũng rất nhiều. Em cảm thấy mình phải nên bỏ anh Hải, tại vì chính anh ấy đã bỏ em. Nếu như anh thật sự lại đi theo cái bọn kia nữa thì chúng em không thể hoàn toàn ở với nhau. Nếu anh đã chọn con đường đó thì em cũng phải nên chọn con đường mình phải đi. Hơi già, má làm không xong mấy cái cúc kỳ này cho con. Để con làm, má ngồi xuống cà phê. Bác gái, mời ngồi. Ly này của bác. À. Bác gái, xem chừng em Sang thực sự đã bỏ anh Hải rồi, bác có thể yên tâm. Hai ngày qua thái độ đối với bác cũng thay đổi. Bác thiệt hy vọng nó có thể quên người kia, làm lại cuộc đời. À, ở đây, nè. À, cảm ơn. Có thể ăn cookie được rồi. À, phải. Sáng nay có một đồng sự trong bệnh viện gọi điện thoại lại, hỏi thăm con chừng nào hết phép đi làm. Con nghĩ tạm thời con chưa muốn đi làm lắm. Nếu như con đã suy nghĩ kỹ, không có nên suốt ngày ở trong nhà, cần phải đối diện hiện thực, sống một cuộc sống bình thường. Vậy cũng được, con sẽ gọi điện thoại cho bệnh viện. Ăn bánh cookie đi má. Được. Alo. Tại sao không nghe điện thoại của tôi? Điện thoại lúc nãy của em hả? Tại sao không hiện tên và số? Điện thoại tôi hết pin, phải mượn điện thoại của người khác. Công việc ngày mai lãng kha, có phải do anh lo không? Phải, tự mình anh sẽ liên lạc với khách hàng. À, vậy được rồi. Đầu đường phía trước, cho xuống xe. Tôi có việc nhờ anh nhắn với anh Hải dùm. Anh Hải. Lúc nãy nghe có tiếng động, con tưởng người quên báo kiếm tới chỗ này. Anh đã biết nhà xe tại cứu hoa bị đốt cháy. May là nhắc tôi con Sang sẽ đến nhà xe kiếm tôi, cho nên tôi mới trốn tới đây. Không ngờ bọn kia ác độc như vậy. Chắc chắn là do tụi nó nổi lửa. Vậy càng tốt. Đốt nhà xe xong, đã hết mọi chuyện. Em Sang chắc cũng... Cô Sang thế. Cô đang dứt khoát với anh. Cô cho biết bỏ anh để làm lại cuộc đời. Thật ra cô rất là đau lòng. Cũng tốt. Cô ta suy nghĩ kỹ. Chia tay với tôi cũng là một việc tốt. Thật ra tôi cũng rất là mâu thuẫn. Không biết cô nên giúp các người hay không. Nói đúng ra thấy các người tốt như vậy, tôi cũng không muốn các người xa cách. Nhưng tình hình hiện tại thế này, xa nhau tốt hơn. Anh quyết định rất đúng. Chỉ cần là cổ an toàn, cho dù cô ta giận và hận tôi đến cỡ nào đi nữa, thậm chí là quên tôi cũng không sao. Sếp Quỳnh, ông lúc nãy đi theo tôi, nói là muốn giúp anh. Giúp thế nào? Bây giờ đàn em của anh Báo lục tôi khắp nơi. Anh Báo đã tự mình bỏ trốn. Ngày nào không bắt được anh Báo đều không thể giúp tôi. Tôi nghĩ ông ta muốn lợi dụng anh làm mồi, dù anh Báo ra mặt. Họ đương nhiên muốn như vậy. Kiếm tôi sao mặt? Tôi là người bị chém, còn họ thì bắt người làm công. Họ đương nhiên là có lợi nhiều. Nói vậy thì chắc anh không có giúp sếp Quỳnh. Wow, một sợi dây chuyền dài cục đá nhỏ mà bán cả ngàn đồng. Chị thích hả? Cứ lấy. Không đâu, em làm ăn không lấy tiền làm sao được. Người trong nhà không có sao. Cảm ơn. Không gì. Một sợi dây chuyền bán cả ngàn đồng chắc là lời nhiều lắm. Đây là thiết kế, là tâm tư, không thể tính kiểu đó. Ê,
có thể nào thiết kế một ít đồ bằng vàng vừa sáng vừa chói, những đồ trang sức tốt nhất chiếu cho tới mở mắt không được? Wow, rất là quê mùa. Bây giờ chỉ cần có khách thích là được. Vừa vàng vừa chiếu, dùng để đeo chung với áo cưới. Chị có thể giới thiệu đồ trang sức của em với Only You. Em có thêm mối làm ăn. Được lắm. Cảm ơn chị. Không có gì. Ê, nói thì nói nha. Con cá thủy tinh này đừng, đừng có đụng nó. Nancy lại đem ba cái thủy tinh đó để trong tiệm. Lần trước để con ếch chiêu tài gì đó ngoài cửa, tôi dẫn chị cô nói em. Đó là con cấp chiêu tài. Em chẳng qua là hy vọng bà chủ làm ăn khá hơn, để bà tăng lương cho em. Ê, con này có công dụng gì? Đây là cá thủy tinh. Sư phụ cho biết để tới khi thành hôn, để trên đầu giường trong nhà thì có thể phù hộ cho tình cảm của em và chồng em hòa thuận. Khi nào thành hôn thì kiếm việc để làm thêm. Em đã cho ngày xong. Ngày 9-3 tháng sau là một ngày rất tốt. Vậy đã kiếm người lo đám cưới cho em chưa? Chị có thể giúp đỡ. Chị là chị của anh đi, làm việc ở tiệm áo cưới. Phải, nếu em tới chụp hình ở công ty chị, có thể cho em discount. Ngoài ra, công ty của chị mới nhập vô một số áo cưới rất là xinh đẹp, bảo đảm em giữ ý. Cho dù không muốn mua cũng phải tới mặc thử. Cũng được. Có vừa không? Hơi chật chốt. Thôi, chỉ là chật một chút xíu thôi. Vậy phải nới rộng một chút. Nhưng mà cái kiểu này sửa rộng ra coi không có đẹp. Thôi, vậy là hết cách. Hay là chọn áo khác. Nhưng mà em thật sự rất thích cái áo này, cùng lắm là em diet. Hả? Giảm bao nhiêu bao cũng được. Được. Thiệt may lắm. Chị giới thiệu độ tốt. Công ty thẩm mỹ làm ốm này, nếu như mang biên nhận của Only You tới sẽ bớt 30%. Vậy là làm luôn cả diet hay sao? Đúng. Công ty chúng tôi rất tỉ mỉ, luôn luôn là đặt khách lên hàng đầu. Tóm lại mọi chuyện có liên quan tới hôn lễ chúng tôi sẽ lo hết. Chúng tôi có những phục vụ làm cho cô bất ngờ. Ngồi xuống bàn lại đi. Dạ. Thay đồ trước. À, để thay đồ trước. Phục vụ của chúng tôi đại thể là như vậy. Căn bản mà nói, trước sau phải trai đám cưới hay là ngay lúc hành lễ, những đòi hỏi các người nghĩ tới, công ty chúng tôi đều có thể làm giùm. Em thấy sao? Tất cả đều rất tốt. Nhưng mà về phương diện bà Mai, có thể nào không có dùng người của các người hay không? Được lắm. Tuy nhiên đây là giá toàn bộ. Bà Mai thường trực của chúng tôi đứng hạng nhất nhỉ trong ngành này. Nếu như không bao hết thì không thể mướn bả. Phải. Dù các người có thể tự mình ra ngoài kiếm. Kiếm thứ thường đi nữa cũng phải mắc hơn. Tôi biết rõ, nhưng mà chúng tôi cũng đã có người rồi. Không thành vấn đề, trừ ra số tiền đó. Điều quan trọng nhất là cô dâu vui vẻ. Quyết định như vậy. Anh Hải, anh hứa với cảnh sát chúng tôi sẽ dụ Lâm Báo ra mặt mà. Phải đảm bảo tất cả sự an toàn của tôi. Nếu anh chịu gặp tôi, có nghĩa là cũng muốn bắt nó. Anh cần phải biết rõ là có nguy hiểm. Nếu như không bắt nó, chính anh cũng gặp nguy. Được, tôi hứa với ông. Suy nghĩ kỹ chưa? Tôi không muốn tiếp tục trốn rồi trốn nhủi. Chỉ cần bắt được anh Bảo, tôi có thể thoát thân và có thể sống cuộc sống bình thường. Lần này ta phải đến liệu mới được. Và đây cũng là biện pháp để cho cô Sang được an toàn. Xin chào mọi người. Xin lỗi cái chuyện lần trước. Em đã thử áo cưới lại không có thể nào chụp hình. Còn là vì anh Hải đã làm cho tiệm của các người bị người ta đập phá, đem biết bao nhiêu phiền phức tới đây. Cho nên hôm nay tôi mua bánh tây đến mời các người ăn. Ngoài ra trà sữa với cà phê ở đây đều do cổ trả tiền. Cảm ơn. Các người tự nhiên. Em đúng là khách sáo. Em là bạn của Summer và King. Vậy là bạn của tôi. Chuyện đã qua rồi, đừng để ở trong lòng. Thực ra bởi vì anh trả tiền thuốc thang và tiền tu sữa giùm cho em, vì vậy họ mới nói. Em có biết hay không? Em đừng có nói bậy bạ. Điều quan trọng nhất là người không có sao. Tiệm cũng không gì. Đã ăn được chưa? Tôi đang đói nè. Chỉ biết ăn thôi. Phụ một tay mang đồ ra. Cô Đường, cô và anh Hải thế nào? Thật không tổ chức đám cưới nữa? Chúng tôi không có dự tính là sẽ thành hôn. Tại vì tôi nghĩ nếu như thành hôn với ảnh, vừa liên lụy bản thân mà liên lụy tới người khác không có tốt. Đúng lắm. Cũ không đi thì mới không tới. Cố gắng kiếm cái tốt hơn. Tới khi thành hôn, kêu Phoebe bớt cho 20%. Cảm ơn. Tôi sợ đến lúc đó thì cô đã đổi nghề. Tại sao chứ? Yên tâm, tôi không có đổi nghề. Cô nhiều chuyện như vậy, cần phải đổi nghề làm săn tinh. Nè, đa đoan trong công việc là thích hợp với cô nhất. Thật ra anh cũng thích hợp làm hề chọc cười. Thì cô biết đó. Đứng một chỗ cho chúng cười. Hả? Hey, hai người gây đã chưa? Ăn bánh đi. Ngon lắm. Ăn thử đi. Ngon hơn. Nè, cái này cho anh. Sorry. Xin lỗi làm vô bộ đồ của anh. Không sao, chua sạch là được rồi. Để em chùi cho. Anh qua bên kia ăn đi. Cảm ơn trước. Điện thoại đâu? Summer. Điện thoại của em. Cảm ơn.
kiếm được ở đâu vậy? Ở phòng tiếp tân. Ôi, sorry anh, làm dơ bộ đồ của anh. Không sao, chùi sạch là được rồi. Để em chùi cho anh. Anh qua bên kia ăn đi. Anh trai, làm ơn chú mừng xe. Cảm ơn. Alo, Hải à, tôi đây. Tôi nghi ngờ lúc nãy em sang đã nhìn thấy tin nhắn tôi gửi cho anh. Tôi đoán cổ sẽ đi kiếm anh. Tôi đang tới chỗ của anh, phải cẩn thận một chút. Anh Hải, anh Hải, anh ở đâu vậy anh Hải? Anh Hải, anh Hải, anh ở đâu? Anh Hải, anh ở đâu? Em kiếm anh nè. Anh Hải, anh ra đây đi. Em biết anh ở chỗ này mà. Anh mau ra. Anh ra đây đi, anh Hải. Đừng có trốn em nữa. Anh ra đây mau. Ai kêu em tới chỗ này? Anh đúng thật là một thằng tồi mà. Anh thằng tồi. Anh định bỏ em không có lo cho em. Anh có biết là em phải làm bộ không có chuyện gì mới có thể kiếm được anh tới đây? Tại sao anh bỏ em không có lo cho em? Tại sao anh muốn bỏ em mà không lo cho em? Anh nói đi, tại sao? Anh đâu có đành bỏ em. Anh bảo em buộc anh bắt anh phải lái xe đi ăn cướp với ảnh. Anh biết tính của anh ta, nếu không chịu giúp cho ảnh, anh tuyệt đối không tha cho anh. Vì những tháng ngày sau này của chúng ta, đúng ra anh muốn báo tin cho cảnh sát biết, nhưng không ngờ tin tức lọt ra ngoài, anh báo biết được họ muốn truy sát anh. Anh không trốn kể như là mất mạng. Anh không muốn liên lụy tới em. Em thật sự là đoán không sai. Em biết là anh sẽ không thay đổi. Em biết anh chắc chắn là vì em. Em biết anh nhất định không có làm ăn chung với bọn người kia. Đừng có nói thêm, chỗ này sẽ là nguy hiểm. Còn có thời gian, anh đưa em đi. Em không muốn đi đâu hết. Không được. Anh đã hứa với là sếp Quỳnh giúp ổng dụ anh báo ra. Anh giả bộ tung tin hôm nay xuống tàu đi đại lục. Họ sẽ đến ngay bây giờ. Chỗ này sẽ là nguy hiểm. Em nhất định phải đi. Em cực khổ lắm mới kiếm được anh. Em nhất định phải ở chung với anh. Có chết cũng chết chung với nhau. Thằng phản bội còn kiếm không được mày, chém chết nó. Trời, Phát Tân, dạ. Bao dây phía trước, còn tụi bay theo tao. Dạ. Chém nó. Chạy. Cảnh sát, tất cả đứng yên. Anh Bảo, đừng. Lâm Bảo, bỏ súng xuống, mày trốn không được đâu. Bỏ súng xuống, thả cổ ra. Tất cả tránh ra, nếu không tôi sẽ bắn. Đừng. Ai, đi lấy xe, mau. Để lên, tránh ra. Chạy mau, chạy, để lên. Gọi xe cứu thương, rượt theo. Yes sir. Chạy bỏ nó. Lại lên. Thì là không ngờ cái tên phản bội mày lái xe còn ngoan lành. Tôi đã giúp anh chạy bỏ cảnh sát. Anh còn muốn gì đây? Muốn gì? Bây giờ không có thời gian thanh toán với mày. Lập tức tới bãi tôm hùm. Lại lên.
Alo, sư huynh. Anh Bảo, anh chỉ là muốn đối phó với tôi, hãy thả cô ra trước. Bây giờ tao quyết định đó, đừng có lãi nhãi. Không phải, nhưng em chỉ sợ anh không tha cho cô, anh sẽ hối hận. Sơn, Sơn à, không có gì chứ? Sơn, trời, đồ phản bội! Coi mày là anh em. Nếu coi tôi là anh em, sẽ không bắt tôi làm những chuyện tôi không muốn làm. Tôi cho mày con đường kiếm tiền, để mày không cần phải sửa xe cả đời. Tôi nghĩ anh dẫn tôi vào con đường tăm tối. Tôi không muốn đi lại con đường xưa, tại sao cứ ép tôi? Nên mày muốn phản bội tao, phong lòng cho cảnh sát để bắt tao. Đi chết đi. Sơn. Anh buông tay em ra, anh chạy trước đi. Anh sẽ không buông. Anh không bao giờ bỏ em. Tao sẽ cho hai đứa toại nguyện. Cảnh sát. Đứng yên. Sơn. Em Sơn, anh Hải. Sơn. Sơn à, gọi cứu thương. Cảnh sát có đầy đủ bằng chứng buộc tội làm báo. Ngoài ra bọn người kia đã bị chúng tôi bắt hết. Lát nữa phiền anh tới sở cảnh sát cho chúng tôi khẩu cung đầy đủ. Được, không thành vấn đề. Lần này thật sự làm phiền anh. Đừng có nói vậy, tôi cũng muốn giúp họ. Ai cũng vậy thôi. Anh có thể gặp cô Sang, nói cho cô biết chúng tôi cần khẩu cung của cô. Cảm ơn. Có chuyện gì cần gọi điện thoại cho tôi. Được, ok. Dạ, sư mơ. Báo chí cho biết xảy ra chuyện lớn. Không biết đó là chuyện gì. Mấy người xấu đã bị bắt hết rồi. Ôi, thiệt là giật mình à. Biết em không có sao chị mới yên tâm đây. Phải rồi, anh Hải với Sang hiện giờ ra sao? Cả hai đều bị thương. Anh Hải không có gì đáng ngại. Tuy nhiên em Sang thì rất nghiêm trọng. Bị gãy xương, bị xuất nội huyết. Bây giờ đang tiến hành giải phẫu. Anh Hải, bây giờ có nói gì cậu cũng không có nghe được. Để cho cậu yên tĩnh. Mong là em Sang không có chuyện gì. Nếu không anh Hải, tôi sợ là sẽ chịu không nổi. Ai, không ngờ trẻ như vậy mà trải qua biết bao nhiêu là chuyện. Có lẽ chính vì những kinh nghiệm này làm cho tình cảm của họ càng khẳng định. Em Sang thật sự là người con gái hiếm có, lúc nào cũng kiên trì tín niệm của mình. Tình yêu và tín niệm đối với anh Hải, cho dù tuyệt vọng cũng không bao giờ chán nản. Nếu trường hợp người khác chưa đi được bước nào, đã bỏ cuộc từ lâu. Em đừng nói giao giao. Họ đã bao lần vượt gian khổ, chỉ có lần này thôi. Họ nhất định vượt qua được mà.
Bác sĩ, cô ta thế nào? Có không sao. Không nói không biết, hiện giờ ứng dụng TVB Anywhere North America tiếng Việt có nhiều bộ phim truyền hình mới nhất để kỷ niệm đài TVB như Bác sĩ Nhi Khoa và Hoang đổi trong tướng, và đồng bộ các phim tập để bạn xem miễn phí. Không chỉ xem trên YouTube mà có thể tải xuống ứng dụng TVB Anywhere North America tiếng Việt ngay bây giờ. Càng xem nhiều càng thích thú.